Để gì sống yên ẩm. Cắt cọng dây chưa chị? Không biết, hồi sớm em ra thì cọng dây còn đây, không biết có đốt ai đốt. Đốt rồi hả? Dây cọc bò luôn chứ. Không biết cọng dây dù mới chát à, mà không biết phải là cọc bò hay là nó mua về rồi nó xài dư cũng biết. Nó mua dặn dỏng mà mới dặn ăn lần hay lần mới này. Nói chung cái chuyện nó mua về ông làm này cũng làm kia mình đã quẩn quẩn nó nói gì cái số nó vậy đi. Tức mình con mình đó. Mình là bao nhiêu người con cô? Tụi có bà, con gái, thằng trai đó, còn nhỏ này quá thôi. Chị em đứng đầu cũng vậy. Thì là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì đang có một cái tin cũng chấn động ở dưới Trà Vinh đó, đó, đó các bạn. Thì ở bên ngay chân cái Cù Lao Long Trị nha. Ở ngay chân là một cái ấp, là ấp ấp Long Trị, Long Đức, tỉnh Trà Vinh đó các bạn. Thì có một người phụ nữ các bạn thì trèo đi lên ở trên cái cây xài này nè. Rồi người phụ nữ đó là qua đời nha. Thì bây giờ các bạn thì mình sẽ vô mình hỏi là cái người chồng của người phụ nữ này là năm nay là 38 tuổi, để coi là chuyện sự việc như thế nào, để cho mọi người cùng xem nha. Thì đây là chồng của em Long. Không cỡ gì chứ. Người cái buổi đó là chị leo cây này là buổi sáng buổi tối à? Hồi tháng này. Hồi sáng trắng rồi. Sáng trắng là tầm mấy giờ anh? Cái thời điểm mà em nghe nói là trước khi chỉ gọi nhà chỉ nhắn tin trước mà anh không có coi, anh đi làm rồi tới phát 2 tiếng anh mới hay. Rồi anh về là không kịp rồi ha. Trước đó là chỉ có những hành động gì trước đó chưa? Không có gì chứ. Không có gì cho em nha. Rồi anh có cảm thấy là chỉ buồn hay là chỉ vợ chồng có phiền hà gì? Cũng thấy vậy, bất cứ tiền vậy cũng thấy cũng buồn. Dạ. Thấy buồn mình cũng không có nói. Buồn là trong ngày đó luôn hay là ngày trước nữa? Hồi hôm. Là cái số tiền đi lừa á. Là hôm qua, hồi trưa. Hôm qua chưa? Hồi 12 giờ trưa. Dạ. Hôm qua. Rồi lúc đó thì lúc đầu nghe nói là chuyển 5 triệu. À, 5 triệu. Nhưng mà cái lúc đó chuyển thì anh có hay rồi sao anh không cản? Không hay, không biết. Không hay luôn á. Lúc đó anh ở đâu? Lúc đó anh chạy đò. Còn chạy đò ha? Còn chạy đò. Dạ. Rồi cái khoảng mà 10 triệu sao cũng anh cũng hay luôn. Không hay trong ngày mười mấy triệu luôn ha. Hết như ba mấy triệu là không có hay. Không hay đồng bạc. Ủa tổng cộng như tiền 37 triệu. Chuyển tổng cộng 37 triệu. Mà số tiền đó ở đâu ra? Số tiền đó 30 triệu. Anh hỏi ngoài vô trả ngân hàng. Rồi giờ anh mới hỏi ở ngoài thêm. Mượn ở ngoài thêm. Rồi còn nữa. Anh có thể là còn nữa. Bị bây giờ nó bói gói ra người qua xong rồi thôi mình phải hỏi. Dạ. Mình thiếu mượn ngay mình phải trả, là từ từ ráng trả. Dạ. Mà như vậy là 30 mấy triệu. Rồi bên đó là lúc đó thì khi nào mà anh nói hay là chị đã chuyển hết 30 mấy triệu? Là tối mới hay. Tối mới hay chị nói thì sao? Chị có nói mới điều tra với vợ mới nói hai lần. Sao mà anh biết còn gì chưa? Bị thấy nó kỳ, cái điện thoại hoài nó kỳ. Điện thoại trai á? À, kỳ hỏi. Điện thoại trai, chỉ điện thoại trai. Không biết của ai. Có gì kỳ rồi hỏi ha. Rồi chị mới nói là như vậy, tình trạng vậy. Rồi nói chuyện thật. Ba mấy triệu rồi trong cái gì vậy? Bên Facebook hả? Không biết luôn. Không biết đâu luôn nha. Mà trước đó chỉ có chơi bời gì không mà không. Có cái áp lực, anh có gây áp lực cho chị không, không mà dẫn tới như vậy? Không có gì. Dạ. Tại vì thường mấy cái bên phía đó thì nó lấy vào cái tâm lý của người đang cần tiền. Nó sẽ kiểu như là tiền ít mà được lấy tiền nhiều đó, thì rồi sẽ đánh vào cái tâm lý của mình, dẫn đến là mất tiền mất tật mang. Vì theo anh biết là cái có tin nhắn, có những tin nhắn gì mà nữa không, có những cái điểm gì á? Không, như cái máy đó giờ mở không được. À, đọc mã muốn đọc mã anh cũng không biết luôn hả? Không biết luôn. Con biết mà anh? Con không biết luôn. Dạ. Từ đây mình ra đó cái điểm mà chị leo cây xài là sao không anh? Anh chỉ giùm em được không? Ở đây quẹo xuống cái cây xài. Anh chỉ giùm em chút xíu. À, thì bây giờ các bạn thì mình sẽ đi theo cái người chồng của người phụ nữ mà trèo lên cái xài qua đời nha. Để là người chồng sẽ chỉ cho các bạn xem là ngay chỗ đó luôn, cho các bạn xem luôn.
đó. Dạ. Dạ. Cũng gần đây hả? Đó thì đây là cái người chồng đi sẽ chỉ cái chỗ cái cây xài nè. Anh luôn hả? Dạ. Là tin nhắn là mình chạy về đó, chỗ nào anh chỉ cho mình. Cái này nhỏ nha. Anh chỉ lại cho mình. Dạ. Ở đây là biết có anh về là 6 giờ sáng hả? Đây giờ đây là 7 giờ. Đấy giờ 7 giờ 15. Dạ. Độ từ giờ 15. Dạ. Để hôm đó là thấy tái nhé thầy. Dạ, tái ha. Anh cành tái nhé. Dạ. Rồi, rồi ngoài cái việc tin nhắn là anh có viết, chỉ có viết thư gì lại cho anh không? Không, không có. Không có hả? Đó là một tin nhắn đó. Dạ. Rồi lúc đó anh nghe cái tin vậy, lúc đó tin đần anh lúc đó chắc không có luôn. Lúc đó là anh chạy, rửa xong rồi anh bấm lên coi mấy giờ. Cái nổ tin nhắn lên, đọc là anh chạy hết ra về, chạy xe về. Rồi anh vô anh hỏi, ủa cô ba dạo đi đâu nãy giờ, trời ơi, đi đâu cô ba? Có thằng con không? Mẹ thích cái gì á, đi ra ngoài chuồng bò á. Dạ, yeah. Có cho bò ăn trước con nghe nói cái. Rồi chuồng bò, cho bò ăn. Cho bò ăn trước luôn. Luôn. Rồi cái anh biết rồi. Dạ. Yeah. Chạy ra. Dạ. Chạy ra phát hiện trường vậy. Thường ngày thì chỉ cho bò ăn là khoảng lúc đó luôn hả? Không, thường là anh cho ăn không à. Dạ. Rồi 4 giờ, 4 mấy anh đem vô chuồng rồi. Chỉ Loan làm gì công việc gì ạ? Làm trong Mỹ Lan, làm bên trồng rau rác rồi á. Dạ, mình cái lương hai vợ chồng mình thấy ổn không? Cái cuộc sống thì cũng xây xây được. Dạ, thấy được mà chứ gì đâu mà đến nổi. Dạ. Ha anh? Thấy... Tại vì người ta cũng thắc mắc là trước khi mà chị nạp tiền để mà cho người ta lừa thì phải có một cái áp lực gì nợ nần hay dữ lắm. Không thể trả được thì chỉ mới là anh cũng vũ lên. Dạ. Nhưng mà rút cuộc thành 30 mấy triệu luôn ha. Ừ. Có lẽ là còn nữa chứ không. Dạ. Ủa, còn nữa tiền bao nhiêu còn nữa bảo đảm là phải còn nữa. Xưa giờ ở vợ chồng ở với nhau những cái điểm mà khác biệt chị Loan thì anh không có để ý biểu hiện trước mấy ngày đó như thế nào? Cũng như hồi đó giờ không kịch 10 năm nay cũng không có gì biểu hiện, không có gì mà để người ta ra. Dạ. Như mình biết biểu hiện nó có gì gì là mình đấy mình biết. Dạ. Cái này bình thường không biết gì hết. Dạ. Như bình thường như hàng ngày. Ừ. Rồi nói chung em cũng chia buồn gia đình ha. Ừ, con trai thì bây giờ học lớp mấy anh? Học lớp 4. Lớp 4 ha. Rồi giờ thiếu mẹ nữa rồi. Rồi giờ ngày mốt anh đi làm rồi sao, có ai phụ không? Con anh nó cũng nấu cơm làm đồ ăn rồi tự đi sáng học về, tự đi làm được giỏi vậy. Sáng anh sáng anh bắt được cơm để đó. Ừ. Rồi về đó tự đi làm sao không anh? Hôm nay nè. Dạ. Rồi cô đi cúng gì nè. Thì đó các bạn, thì cái người mà đem lại để là cúng cúng cho em Loan đó đó các bạn, thì cúng ngay chân cái cây xài luôn nha. Nãy vợ của chị Loan đi giao vào trong cái bông cúng này nè. Chú là ba chị Loan hay sao chứ? Xong nhánh nào còn nhánh mình đó hả? Giữa giữa. Thôi thật vậy. Thôi còn nhỏ rồi đó. Bức trai đến cái cổ. Điều khó cho mọi sinh đúng cái cây này bỏ. Không ai gì ăn. Thì em ơi cho sinh đúng cây này. Đúng cây bỏ nữa. Thì sai. Cô cũng bồng qua. Đò đâu có đây hả? Bánh đó mới chạy vô. Chịu lấy gì đó đốt mẹ đi, để làm cái gì nữa. Đưa vô đi luôn đi, quỷ quái hả? Để sống yên ẩm. Tắt cọng dây chưa chị? Không biết, hồi sớm em ra thì cọng dây còn đây, không biết có đốt ai đốt. Đốt rồi hả? Dây cọc bò luôn chứ hả?
không biết cộng như dù mới khác à, mà không biết phải là một bò hay là nó mua về nó xài dư cũng biết. Nó không có dặn dỗng mà mới dặn ăn lạnh hay lạnh mới này. Nói chung cái chuyện nó mua về ông làm này cũng làm kia mình đã quẩn quẩn nó nói gì cái số nó vậy đi. Tức mình con mình đó. Khờ bởi nó khờ thì mình là nói. Mình là bao nhiêu người con cô? Tụi có bà đứa gái thằng tài thôi mà nhỏ này quá thôi. Chị em nó nào cũng vậy. Bỏ cọc nữa tôi bỏ con nữa là tôi tức. Biết khờ ghê trời. Hay mình dái chị Loan về hay sao cô? Không gì hướng đi vô nhà. Dạ, nhận qua giờ chưa làm cho im mắm mà ngăn chứ đừng có quấy quá ai này nọ thôi. Hồi sáng giờ có thầy tụng rồi cho chị về có chưa? Có rồi, xong rồi. Đó, như là chôn xong rồi á là mới ra đây là thầy mới rước à về. Mới rước sau ha. Thầy mới rước sau. Xin lượng mời cha mẹ xin thầy kêu xin mời đặt cho nhận cái cây. Dạ. Đốn đốn cái cây cũng như gây tai nạn gì đó. Dạ. Chứ giờ để cái cây này nó cũng không về. Dạ. Chung đốn mẹ đi chứ giờ tôi cũng không biết gì nữa. Đại con tôi giờ bây giờ nó sống bao nhiêu đó vậy rồi đó. Dạ. Không có gần ngày đâu quẩn đâu vậy. Chị cũng hiền với con. Dạ, hiền. Nói chung là nó hiền, nó hiền dữ dữ. Ai nói mà nó đúng không ai thương, không ai ghét hết trơn. Dạ. Mà người giống rồi cho vợ cho con rồi bên chồng sống ở đây không ai ghét nó là tôi mừng lắm mừng. Cô cố gắng rồi chú. Cô không nghĩ cô tôi cái gì. Chồng nó chưa nói nặng nó tiếng gì vậy vậy anh chồng anh cũng hiền ha lo hiểu hiền mà nói vậy nó sống nó hiểu nó biết lắm dạ. Chứ không được nó hiền cũng phải nó hiền tôi vợ thương con cũng lo cỡ đó mà vậy dạ. Chứ con nhỏ này tôi không hiểu nó thiệt cái gì nó giờ nó thẳng nó phải sống bao nhiêu đó rồi đó dạ. Giấy cúng cho chị về đi chú ơi về gì nữa thôi đi đi cho đi luôn đi uống về gì nữa đi về nhà chứ lạnh bước về đâu luôn nó lo cho con nó cho chồng nó lo cho phù hộ cho phần ăn thôi nè nó ôm cái nhánh gì ủa con dây lên nhánh đó xong rồi mới đạp cái nhánh này gãi nè nó giờ dài để vô đi cũng chết đi chứ đừng nó đâu có hiểu con dây bự mà sao không nổi dây mà lớn cũng chết không phải là máng vòng qua để với ngoại lộ qua thôi nó tiếng rồi nói chị dây nó chê là nó tiếng rồi còn giấu con gì ta đây thôi đi rồi đó tiếng rồi phù hộ cho chồng con không con phù hộ đây đừng có thấy quá này nọ về đông nhà hướng về đâu con bỏ rồi ra với ngoài bỏ con hết trơn vô chú ơi về vô nhà đi rồi hết gian rồi mình bỏ cái này giờ xong rồi giờ chị số phận chị tới đây thôi giờ chị về nhà đi vô nhà đi nha về nhà ở nhà với chồng với con đi sáng bây giờ tôi tức tôi đâu có nghĩ đâu là mối tàu xuống nữa đâu vô tức hả? Mình nói vậy ở đây là cái đứa con trai của em Loan nha. Ủa con là con của mẹ Loan hả? Ủa rồi năm nay là con bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. Con 9 tuổi là con học lớp mấy? Lớp 4. À. Đó thì đây là cái bản cáo phó của Nguyễn Thị
Cọc Lon nha, năm nay là 38 tuổi luôn luôn các bạn. Ủa rồi mà khi mẹ con qua đời ở trên cái cây sài rồi, lúc đó con đang ở đâu? Dạ con đang ở nhà. Con đang ở là trong nhà hả? Dạ. Rồi sao con không cản mẹ con lại? Con không biết. Là con không có hay luôn ha. Rồi cỡ chừng bao nhiêu lâu rồi đâu là con mới hay là mẹ con qua đời? Dạ lúc đó là hình như 7 giờ. Là 7 giờ sáng ha? Trời ơi. Con vừa về nhà xong con không thấy mẹ đâu, kêu có cho ông đi kiếm. Trời ơi. Rồi sau này mẹ con qua đời rồi mà cha con đi làm rồi sau này con dạ cha con thấy không, vậy là cha con hiểu rồi, cha con kiếm rồi thấy. Trời ơi. Rồi sau này mẹ con qua đời rồi mà cha con đi làm rồi sau này con ở đây, con ở với ai? Dạ với bà. Là cái bà lớn tuổi cho con? Dạ 73 tuổi rồi. Tội nghiệp quá. Rồi người nào trèo đi lên để cứu mẹ con xuống? Dạ, cha con với Dũng bốn con. À, trèo để là cứu mẹ con xuống ha. Đưa mẹ con xuống chứ. Nghiệp quá. Đẹp trai nữa. Ông ơi giúp mẹ quá chừng á. Con làm sao với em? Dạ em của anh đâu. À bây giờ các bạn thì bây giờ đây là cái đứa con của em Lon nha, sẽ đốt cho mẹ nó một cái cây nhang nè. Tại vì hai vợ chồng mới có một đứa con hay không? Mà khi mà cô biết được cái tin này á là con nghĩ là chắc cô rất là sốc, mà giống như là cô có suy nghĩ là lý do tại sao mà con mình phải bị như vậy không cô? Tại vì hơn là nó chuyển 15 triệu đó. Dạ dạ. Chồng nó điện nhốt. Dạ. Điện nhốt ổng. Chứ phải là cô nghe là cô im cho nói ổng rồi, tắt nước nóng. Dạ. Cô để giọng tiếp xong rồi. Ông chửi nó, như ngu mà cực khổ mà lừa gạt, vợ lừa gạt mà ngu. Cái này nó thì còn chuyển 10 triệu rồi chuyển 15 triệu nữa. Nó 5 triệu rồi, nó đưa 20 triệu. Dạ. Đó, cái nó không mấy sáng mà báo công an. Nó nói vậy, sáng báo công an. Hồi nãy con nghe cái người chồng nói hồi là tổng hết là 37 triệu rồi đó. Con không biết, bởi vì thôi là bể là có 15 triệu thôi. Không biết, con không biết. Vì nó nói là điện nói là 15 triệu. Nhiều nói dữ. Nói nhiều, bây giờ mấy chục triệu có gì đâu con. Dạ. Mình mình không có chứ mình cái mạng bây giờ hàng tỷ kiếm được, nó thiệt hàng tỷ kiếm được. Dạ. Cô mình kiếm được. Cái năm 300 là không có gì nhiều, ta nghèo thì cái không có nhầm với cô. Dạ. Khi mà biết tin con gái vậy chắc là sốc dữ lắm. Cô chết bển tầm 2 luôn. Dạ. Điện còn hết cái đường luôn. Nó ở bên
Dạ, nó thờ, nó hiền thương, nó nhất của mấy đứa kia luôn. Dạ. Yeah. Hiền kiểu tình dữ lắm. Hiền dữ lắm hiền. Cái này chắc con nghĩ là thì đó các bạn, thì hai vợ chồng của là em Loan đó bạn, thì năm nay là 38 tuổi đó, là ở bên ngay chân cái là Cù Lao Long chị nha. Thì cái nhà này là cái nhà cuối cùng luôn, là không có một cái nhà nào là kế một bên luôn nha, chỉ có một cái nhà một thôi, là bên đây là toàn là trồng dừa không nè. Đó thì các bạn thấy là khi mà một người mẹ mà đã qua đời ở trên cái cây sài, rồi bây giờ bỏ lại một đứa con là năm nay là 9 tuổi, thì các bạn thấy là một đứa con rất là tội nghiệp luôn nha. Khi mà sáng thì cha của nó là bạn thì đi mà chạy đò thuê đó, thì chỉ còn một mình bé ở nhà nè, đặng bé đi học. Không điện được thì cô phải điện được thì nó sẽ có thể là có bản tình hại gì đó, là hồi 4 giờ 5 giờ thì nghe nói mình không biết. Yeah. Nhưng cộng đi hủ 1 rưỡi rồi nó ra nó có chuyện bò nó dội nữa. Yeah. Rác giờ theo là giờ điện cô là. Nhưng mà vậy là đang cắt cỏ điện hả? Con nghe chị Hai nói là gần như là chị Loan đã có những cái lời cuối với lại có những cái điềm báo trước đó rất là lâu. Hôm sáng đêm cô đâu có ngủ đâu, tự nó không ngủ được, bình thường nó chết thuốc xuống đầu đủ thứ tôi không ngủ nghe. Yeah. Ủa như vậy là bao nhiêu lâu là của như vậy là của cô mới hay được cơ con? Cô không biết thì sáng à, chồng nó đi chắc đi ra qua đưa đồ bển chạy liền là tin nhắn điện thoại chồng, giờ thấy chồng nó giọt liền không kịp qua phà giọt gì liền anh đưa cầm đồ gì liền là đi kiếm nó là chồng nó thấy đó rồi đó. Yeah. Nghe nói là được cô bển xa mà cô qua cũng mấy tiếng hồ. Yeah. Nói chung là cô ở bên Bến Tre đúng không cô? Dạ, Bến Tre. Dạ, cảm ơn Bến Tre. Thì qua đây tất nhiên là phải lâu rồi, chứ không thể nào. Cô bé này đang đi mần, con chị Hai nó là bước người ta bứng bích. Dạ. Ngày nay bứng bích nè. Rồi con em nó là đang vô mai, thở gấp mai. Rồi nó đi chợ thì mới điện nó hả? Mới điện thì tắt máy là điện liền gì á. Nó hỏi sáng thì mẹ điện chị ba, con nói mẹ tính mẹ đi dùm nhóm điện. Tôi điện nó coi nếu mà có ấy thì mẹ kêu nó bán lên bò đi. Đã còn thiếu rồi, hắn nói không nói. Nói thì chị con chị Hai cho đã chứ có gì đâu dữ vậy. Nhận tâm vài trăm triệu có nhận gì mà. Yeah. Cái này con hỏi cô tại vì hả con nghe nói là không phải là chỉ thiếu có 15 triệu mà giống như là trước đó là hai vợ chồng đã có nợ cái số tiền cũng khá là lớn. Hai chồng là mần hiền nhà rồi nè, nghĩ mua cái đất sao thiếu mà cái đó là đã từ không gì tới nó nói là tiền tao cho mượn đất em chồng nó hay sao. Có khi nào là thấy cái số tiền đó còn nợ nào thì thêm cái số tiền này thôi con mần á, năm nay Tết thì mẹ cho tiền tả. Yeah. Còn chị mẹ với chị em của chị cho. Yeah. Cho con tả để mần gái năm tới con mới hết nợ mẹ tao nói hiền. Bây giờ còn thiếu bao nhiêu nói đi. Hồi Tết mẹ cho con một mớ. Dạ. Chị Hai nó cũng cho, rồi em nó cũng cho. Chứ không có cho mượn, cho. Cho luôn chứ không có cho mượn. Nó vậy à, nãy có nói chuyện với chị Hai á, là chị Hai nói là phải chi á, cái số tiền nó lớn mà em mình nó mất thì không tức, còn này có 15 triệu. Dạ. Cho nên là rất là tức. Tức được từng đồng ruột con. Yeah. Con mình đẻ ra mà mang nặng đẻ đau một con. Bây giờ nó vậy, giờ nó được rồi. Đó con khóc cha mẹ, giờ cha mẹ khóc thì con. Yeah. Khổ thiệt sự luôn. Rồi kẻ đầu bạc tiện kẻ đầu xanh cũng gì đau lòng hơn nữa cô ha. Thì đây là cái người chồng của em Loan nha.
Thì mà các bạn thì sớm bạn thì tí là cái đông bạn thì cũng có vô là hỏi cái là cái người chồng của người phụ nữ các bạn, là hỏi như thế nào là người phụ nữ có qua đời đó 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 các bạn. Thì cái người chồng nó kể thì sớm các bạn thì kể là cái người phụ nữ qua đời các bạn thì kể giờ cũng đã hết các bạn. Thì thôi tí là cái đông kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy mời cho tí là cái đông bạn hãy cho tí là cái đông chia sẻ những cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là cái đông luôn các bạn. Bây giờ tí là cái đông bye bye các bạn nha. Bye bye.